Có bạn nào mình đang chọn mỹ phẩm theo trào lưu ở trên mạng này, hoặc là mình thấy người quen bạn bè mình khen tốt là mua luôn không? Đã không ít bạn bị đánh lừa bởi những cái quảng cáo thần thánh hóa về những cái sản phẩm dưỡng da mà mình chưa tìm hiểu kỹ thì đã quyết định mua rồi. Và hậu quả là da của mình chưa thấy đẹp đâu, chỉ thấy là tốn tiền này. Và thậm chí là có những bạn là dùng nhưng không thấy da mình cải thiện. Có những cái trường hợp tệ hơn thì là bị kích ứng da và mần đỏ nữa, bởi vì không hợp với sản phẩm. Và sau đó là tốn rất là nhiều tiền để đi phục hồi da. Bởi vậy, trong video ngày hôm nay thì bác sĩ có 5 lời khuyên để giúp chị em lựa chọn được những cái sản phẩm dưỡng da phù hợp, giúp da của mình đẹp hơn mỗi ngày. Lời khuyên đầu tiên của bác sĩ đó chính là chúng ta cần phải xác định rõ loại da này và những cái vấn đề đang có ở trên da của mình. Đây chính là cái điều quan trọng nhất chúng ta cần phải xác định trước khi mà chị em muốn mua sản phẩm dưỡng da gì đó. Vì nếu mình không xác định được cái loại da của mình thì mình không thể nào mua được cái sản phẩm phù hợp với da và cũng không giải quyết được những cái vấn đề mà da mình đang gặp phải. Như vậy thì dùng cũng như không thôi chị em ạ. Một cách phân loại da rất là đơn giản mà mọi người có thể là áp dụng. Da của chúng ta ấy thì thường sẽ phân ra thành những cái loại da chính như là da khô, da dầu, da hỗn hợp thiên dầu, da nhạy cảm. Mỗi loại da ấy sẽ có những cái nhu cầu khác nhau về cách chăm sóc này và những cái sản phẩm mỹ phẩm phù hợp. Ví dụ như nếu như mà chị em có một làn da khô ấy thì chúng ta cần phải sử dụng những cái sản phẩm có kết cấu đặc này, thiên về dưỡng ẩm và giữ nước cho da. Còn nếu như chị em sở hữu một làn da dầu chẳng hạn thì chúng ta lại cần những cái sản phẩm hỗ trợ kiềm dầu và làm thông thoáng lỗ chân lông. Nếu như chị em chưa biết là da mình thuộc da gì thì có thể tham khảo cái bảng phân loại da mà bác sĩ để ở bên này. Tiếp theo là chị em mình cần phải xem xét tình trạng da của mình đang gặp vấn đề gì. Ví dụ như là nếu như mà mình bị mụn này, nám này hoặc kích ứng nhạy cảm cũng như là da khô chẳng hạn, thì từ những cái vấn đề và tình trạng này chị em sẽ lựa chọn được những cái sản phẩm phù hợp. Ví dụ như nếu như các bạn đang bị mụn ý, thì mình sẽ lựa chọn những cái sản phẩm hỗ trợ điều trị mụn. Hoặc là bị nám thì các bạn sẽ sử dụng những cái sản phẩm hỗ trợ sáng da và mờ nám. Còn nếu như mà da bạn nhạy cảm này hoặc đang bị kích ứng thì hãy lựa chọn những cái sản phẩm thiên về dưỡng ẩm và phục hồi để củng cố lại hàng rào bảo vệ da. Còn những chị em nào mà có một làn da lão hóa mà muốn da mình căng bóng thì sẽ ưu tiên những cái thành phần chống oxy hóa này hoặc những cái thành phần hỗ trợ tăng sinh collagen để da mình đàn hồi, giảm nếp nhăn và săn chắc hơn. Lời khuyên thứ hai của bác sĩ đó chính là chúng ta nên lựa chọn những thương hiệu mỹ phẩm uy tín. Đây là một cái yếu tố quan trọng không kém, vì một thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng sẽ được đánh giá cao về chất lượng sản phẩm cũng như cái độ an toàn và hiệu quả. Thường những cái thương hiệu lớn ý, họ sẽ nghiên cứu rất là kỹ về hoạt chất để giúp da mình cải thiện này và có những cái công thức độc quyền riêng đã được kiểm nghiệm kỹ về tính hiệu quả, nên khi mình sử dụng sẽ yên tâm hơn và giúp da mình cải thiện hơn rất là tốt. Tuy nhiên thì không phải cứ mỹ phẩm hãng nổi tiếng là hợp đâu chị em nha. Mình cần phải chọn những cái dòng sản phẩm phù hợp với tình trạng da và xem xét kỹ thêm cả những cái tiêu chí dưới đây thì chúng ta mới biết được là nó có hợp với da của mình hay không. Lời khuyên thứ ba của bác sĩ là chúng ta hãy quan tâm đến cái thành phần của sản phẩm. Mỗi loại mỹ phẩm ấy thì thông thường nhà sản xuất sẽ công bố cái bảng thành phần hoặc sẽ được in trên cái nhãn sản phẩm. Việc của chị em đó chính là chúng ta sẽ xem xét trong những cái thành phần ở trên sản phẩm đó thì có những cái thành phần nào nó không hợp với da của mình này, hoặc có những thành phần nào nó hỗ trợ giúp cải thiện những cái vấn đề trên da của mình để mình có thể khắc phục được những cái vấn đề trên da, giúp da của mình đẹp hơn. Ví dụ như nếu mà da bạn có mụn chẳng hạn nha, thì mình sẽ ưu tiên sử dụng những cái hoạt chất như là adapalene này hoặc centinoin. Còn da mà bị sạm nám thì mình sẽ sử dụng những cái hoạt chất hỗ trợ giúp làm sáng da như là arbutin, chanesamic hoặc là thiamidol chẳng hạn. Còn nếu như bạn có một làn da yếu nhạy cảm thì hãy ưu tiên những cái hoạt chất thiên về phục hồi da như là B5, B9 sẽ củng cố cái hàng rào bảo vệ da của mình, giúp da của mình khỏe hơn. Thêm nữa thì bác sĩ muốn cảnh báo với chị em một cái thành phần đó chính là corticoid. Nó hay có trong những loại kem trộn này, rượu thuốc, thì cái thành phần này nó sẽ gây bào mòn và mỏng da. Dùng thời gian đầu ấy thì da mình có thể là trông đẹp hơn, nhưng nếu như chị em mình dùng lâu dài, càng về sau thì da mình lại càng yếu này, dễ dàng gặp phải cái tình trạng là da bị tăng sắc tố này, bắt nắng hơn, khiến cho chị em thấy là da bị sạm nám này, thậm chí là nổi những cái mao mạch nhỏ ở trên bề mặt da, và chúng ta tốn rất nhiều thời gian
cũng như là tiền bạc để có thể phục hồi làn da sau này. Và có nhiều chị em nha, mình dùng quá lâu thành ra là da mình bị nghiện corticoid nặng, và chúng ta cần phải cai nghiện corticoid sau đó mới phục hồi da được. Như vậy tốn rất là nhiều thời gian và làn da của bạn cũng không thể khỏe lại như lúc ban đầu nữa. Lời khuyên thứ tư của bác sĩ đó chính là bạn hãy trải nghiệm thử sản phẩm. Đây là một tiêu chí để xét xem là cái sản phẩm đó có phản ứng gì ở trên da của mình hay không. Và trước khi chúng ta mua sản phẩm size lớn ấy mọi người ạ, thì mọi người hãy ưu tiên mua những cái sản phẩm size nhỏ trước để mình dùng thử. Nếu như mà mình có không hợp chẳng hạn ý, thì nó sẽ đỡ phí tiền hơn. Và trước khi bạn thoa lên mặt mình ý, thì hãy ưu tiên test ở những cái vùng da cổ này, hoặc là cổ tay này, cũng như là cái vùng trước hoặc là sau tai của chúng ta, để xem là có phản ứng gì ở trên da của mình hay không. Nếu như mà không gặp phải cái tình trạng là bị dị ứng này hoặc kích ứng chẳng hạn, thì chúng ta mới thoa toàn mặt nha. Và nếu như không may là các bạn bị dị ứng hoặc kích ứng chẳng hạn, thì nó chỉ ở một cái vùng da diện tích rất là nhỏ, thì mình xử lý rất là đơn giản nha chị em. Và lời khuyên cuối cùng của bác sĩ là nếu như mà chị em mình quá khó khăn trong cái việc mà mình lựa chọn này hoặc quyết định nên mua sản phẩm nào, thì chị em mình có thể nhắn tin cho bác sĩ để bác sĩ có thể tư vấn kỹ hơn cho mọi người. Bởi vì là bác sĩ sẽ hỗ trợ các bạn là phân tích loại da của mình này và sẽ lựa chọn những cái sản phẩm phù hợp với tình trạng da của mình theo cái từng giai đoạn, và có thể là hướng dẫn chị em cách dùng chi tiết để giúp chị em có một làn da khỏe đẹp hơn. Như vậy thì sẽ tiết kiệm rất là nhiều thời gian cho chị em nha. Ngoài những cái lời khuyên trên đi thì khi mua sản phẩm chị em mình cũng cần cân nhắc đến cái giá. Những cái sản phẩm đắt tiền không có nghĩa là những sản phẩm tốt nhất cho da, nhưng cũng không nên ham rẻ mà mình mua những cái sản phẩm giá rẻ không rõ nguồn gốc để dùng, vì chúng có thể chứa những cái thành phần độc hại khiến da của mình bị tổn thương. Hãy làm đẹp thông thái chị em nha. Hy vọng rằng video này sẽ giúp chị em biết thêm được cách lựa chọn những cái sản phẩm chăm sóc da giúp da của mình đẹp hơn mỗi ngày. Nếu bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì đừng quên là bấm vào nút đăng ký kênh để nhận thêm nhiều kiến thức hay hơn từ bác sĩ nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.